Dự án này là do Đăng Khôi lấy được từ bà Kim Ngọc. Chúng tôi kêu gọi vốn, nhưng chủ tịch của Nam Thiên có lời đề nghị góp vốn. Mọi việc đã được giải quyết xong và chúng ta lên chung một con thuyền. Tôi cũng rất là hy vọng ngày hôm nay hai bên chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận tốt nhất cho dự án này. Xin chào mọi người. Xin lỗi tôi tới hơi trễ. Nhân vật quan trọng hãy tới cuối cùng lắm. Chào anh hai. Em phụ trách bộ phận marketing của dự án lần này. Vậy hả? Nói tôi nghe chi vậy? Tôi đâu phải sếp của cô. Được tự đi. Chào mọi người, tôi là Đăng Khôi. Tôi là người trực tiếp thương thảo dự án này. Mong lần hợp tác này giữa hai công ty chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng rất tin là sự hợp tác giữa Nam Thiên và Hà Giang sẽ thành công tốt đẹp. Tôi nghĩ mấy chuyện này nên giao tụi trẻ sẽ hay hơn. Thế nào, giám đốc marketing? Dạ, con nghĩ dự án này anh Khôi theo đầu tiên mà. Tôi thấy anh dành nhiều tâm sức cho dự án này lắm. Sống chết vì dự án này. Hay mình lấy tên của anh đặt cho dự án này đi. Mình gọi là dự án Đăng Khôi, ghi nhận công lao của người đã đi tiên phong cho dự án này. Mọi người thấy hợp lý không? Cũng hay đó. Hoàng Thiên quá là khiêm nhường đó. À, theo tôi biết á, cậu cũng đầu tư khá nhiều công sức vào cái dự án này. Dạ đúng là con cũng dành nhiều tâm sức cho dự án này lắm chú. Nhưng mà anh Hùng khó qua ải mỹ nhân lắm. Cho nên dù sao mình cũng phải ghi nhận công lao của anh Khôi, đúng không anh? Nếu không ai có ý kiến gì hết, vậy thì tôi sẽ tuyên bố dự án Đăng Khôi chính thức bắt đầu. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.